tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 2 âm lịch, nhuận năm Quý Mão 2023, vượt thoát kiếp nạn, đại cát hành thông, lội ngược dòng, giàu sang phú quý. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 2 âm lịch nhuận, năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn và sự như ý đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 được các nhà chiêm tinh học nhà tử vi học phương Đông đã dạy công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chỉ ra rằng trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn, những người tuổi Mậu Ngọ hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyện thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi Mậu Ngọ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng 2 nhuận này, có nguyệt lệnh ở Ất Mão, người tuổi mậu ngọ có điểm báo, phải trải qua một tháng vất vả, thị phi bổ vây, tiền bạc chật vật. Tháng mới này khá khó khăn cho tuổi mậu ngọ, nhưng xét trên phương diện tích cực, khó khăn cũng sẽ giúp cho bạn phát hiện ra điểm mạnh của chính bản thân mình, thành tích gặt hái được sau khi vượt lên thử thách, khó khăn, đó cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy tự hào hơn rất nhiều sự tác động của cục diện tương phá, sự nghiệp của bản mệnh gặp khá nhiều khúc mắc do thường xuyên bị đồng nghiệp cạnh tranh, thậm chí bị kẻ xấu, tiểu nhân phá hoại, nội bộ lục đục cũng khiến công việc tiến triển không được suôn sẻ đúng như mong muốn của bạn. Đây là lúc bạn cần phải dùng kinh nghiệm của mình để bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc, hạn chế gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trong tháng 2 nhuận này, về tài lộc cũng không mấy dư giả, đòi hỏi tuổi mậu ngọ về quản lý chi tiêu thật chặt chẽ, không nên mua sắm những món đồ không cần thiết. Với những người tuổi Mậu Ngọ làm ăn, kinh doanh, buôn bán cần phải hạn chế đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kẻo dễ vướng vào thua lỗ, nợ nần, trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần phải tìm hiểu rõ đối tác của mình để tránh những rắc rối về sau. May mắn là phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 nhuận này có những điểm sáng khá tích cực dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn nhận được nhiệm vụ của người bạn đời trên các quyết định liên quan tới sự nghiệp nhờ vậy mà bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, an tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Với những người độc thân, bạn cởi mở thì dễ gây thiện cảm với người khác giới. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, Xem tử vi cho thấy, trong tháng 2 nhuận này, cục diện tương phá giáng họa, ngoài kế hoạch của bạn có thể không tiến hành suôn sẻ, bản mệnh phải đối diện với nhiều đồng nghiệp chơi xấu, luôn tìm cách phá hoại, hoặc là chiếm đoạt công lao của bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trong việc nhìn nhận và đánh giá người khác, không nên tin theo lời định nọt, nói năng bùi tai đặc biệt những người tuổi mậu ngọ đang giữ chức vụ càng cao thì càng phải cẩn trọng tập thể lục đục nhiều mâu thuẫn cũng khiến công việc chung khó có thể tiến triển theo đúng kế hoạch bản mệnh cần phải cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình hạn chế lo việc bao đồng hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp xung quanh tuy nhiên sự nghiệp của mậu ngọ vẫn có những điểm sáng nhất định khi được các tinh thiên đức và trường sinh chiếu mệnh bạn vốn là người thông minh giàu kinh nghiệm chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết công việc chuẩn xác tiết kiệm nhiều thời gian và công sức thậm chí những khó khăn xuất hiện cũng là lúc để bạn thể hiện điểm mạnh của bản thân chạm tay tới cơ hội thăng quan tiến chức phát tài phát lộc mệnh chủ tuổi mậu ngọ đều có những mệnh tuổi tương hợp trong việc làm ăn bản mệnh tuổi mậu ngọ nếu như kết hợp với đúng người tuổi hợp với mình sẽ có được một sự nghiệp vững chắc và ổn định không những vậy tương hợp sẽ giúp tương trợ cho vận mệnh sau này của bạn chỉ khi hợp tác với người hợp tuổi thì bạn mới có thể đạt được những thành công và may mắn không lo thất bại Người tuổi Mậu ngọ hợp với các tuổi đó là tuổi Đinh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Mão và Ất Sửu, những người này sẽ giúp cho tuổi Mậu ngọ sớm phát triển được sự nghiệp của mình một cách vững chắc. Người tuổi Mậu ngọ được Phật bản mệnh là Bồ Tát Đại Thế Chí phù hộ độ trì. Điều này sẽ giúp cho tuổi Mậu ngọ nhiệt tình, thoải mái, thích giao lưu với người khác, thích hợp tác, năng lực ưu tú, giỏi nịnh nọt và cũng rất thích được nịnh. Nhưng lời thật thường khó nghe, khi người khác có ý kiến góp ý thì lại khó chịu, không tiếp thu. Người tuổi mậu ngọ nên đeo, bản mệnh Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, giúp cho bạn bớt thị phi, tránh bị tiểu nhân lợi dụng, đồng thời vị Bồ Tát này tượng trưng cho quang minh, trí tuệ, nên bản mệnh sáng suốt hơn, khi nhìn nhận vấn đề dễ mang tới thành công. Phật Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ của mình, để độ chiếu, tất cả khiến chúng sinh luôn hướng thiện, rời xa cái ác, đạt được sức mạnh phi thường mỗi người sinh ra đều được phù độ tuyệt vời, bởi một vị Phật, người tuổi mậu ngọ đeo Phật bản mệnh Bồ Tát Đại Thế Chí bên cạnh, sẽ chuyên tâm tích phúc, làm nhiều điều thiện, từ đó tâm luôn hướng về những ánh sáng tốt đẹp nhất, làm hóa giải đi mọi điểm hung ác, xui xẻo. Ngoài ra khi đeo mặt Phật Đại Thế Chí Bồ Tát nhất thể với người tuổi mậu ngọ, sẽ thúc đẩy sự nghiệp lên cao, cuộc sống gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc, giúp mối quan hệ xã hội đều tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc nhất, chính là hướng đến điều thiện mang theo Phật bản mệnh Bồ Tát Đại Thế Chí bên mình để luôn nhắc nhở bản thân đoạn trừ điều ác hóa giải tai ương, giải trừ hoạn nạn. Người tuổi Mậu Ngọ nếu mang theo Bồ Tát Đại Thế Chí bên mình mà không tránh xa cái ác luôn làm chia rẽ và bất hòa với người xung quanh thì sau này sẽ phải lãnh hậu quả. Vì vậy đòi hỏi người tuổi Mậu Ngọ phải thực sự quyết tâm và kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng nhé. Về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ bước sang tháng 2 nhuận, năm Quý Mão 2023 cho thấy Tam hợp của tuổi ngọ chính là, dần ngọ tuất, còn lục hợp với ngọ là mùi, vì thế quý nhân phù trợ của tuổi mậu ngọ sẽ là các tuổi dần, mùi và tuất. Trong đó, nếu kết hợp được hai tuổi ngọ và tuất nên duyên vợ chồng sẽ có phúc lớn, vì khả năng tương trợ, hỗ trợ nhau rất tốt, gia đình luôn được phúc khí bao bọc. Hướng quý nhân phù trợ là Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, theo tử vi tháng 2 nhận, năm 2023, tuổi mậu ngọ. Về tình hình tài chính của tuổi Mậu Ngọ không mấy lạc quan, trong tháng 2 nhuận này, mọi việc tiến triển không suôn sẻ, các kế hoạch làm ăn trứng lại cũng ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền đổ về túi của bạn. Cục diện tương phá, khuyên bản mệnh tuổi Mậu Ngọ rằng nên tiếp tục với các công việc giang dở của mình, hạn chế mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh ở thời điểm này, nhiều cản trở xuất hiện, nếu như bạn đưa ra quyết định quá vội vàng và nóng vội thì rất dễ rơi vào cảnh tốn công, tốn sức, hao tài tốn của mà chưa chắc đã nhận được thành quả tương xứng tháng này việc hợp tác đầu tư cũng cần phải hết sức cẩn thận bởi xung quanh bạn xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh hoặc những kẻ lừa đảo có mục đích xấu sẵn sàng lợi dụng sự ngây thơ cả tin của bạn hoặc là sự bất cần của bạn để chiếm lấy những gì thuộc về bạn vì thế trước khi đưa ra quyết định hợp tác với ai người tuổi mậu ngọ cần phải tìm hiểu kỹ đối tác của mình tránh tin theo những lời ngon ngọt bùi tai mà đầu tư mù quáng tiền bạc rất dễ đội nón ra đi trong việc chi tiêu, người tuổi Mậu Ngọ cũng cần hạn chế tiền bạc cho những món đồ không thực sự cần thiết, hãy lấy tiết kiệm làm trọng, không nên chi tiêu tốn kém, chạy theo xu thế thị trường. Bây giờ bạn tiết kiệm thì đến khi gặp sự cố bất ngờ, bạn mới không bị rơi vào thế bị động. Trong tháng 2 nhuận này, may mắn cho tuổi Mậu Ngọ là có Thiên Đức và Trường Sinh trợ mệnh, giúp con giáp này có được sự quyết tâm, bền chí, không bỏ cuộc giữa chừng, dù đối diện với khó khăn, các tinh sẽ giúp cho bạn không ngừng cố gắng tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, thậm chí là chạm tay vào cơ hội gia tăng tài lộc. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cắt hỷ là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 âm lịch nhuận. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 2 nhuận cho thấy và các mối quan hệ tình cảm của tuổi Mậu Ngọ trái ngược với những biến động không ngừng trong sự nghiệp và tài lộc. Tháng này, con đường tình duyên của tuổi Mậu Ngọ lại khá hanh thông, dưới sự ảnh hưởng tích cực của ngũ hành tương sinh, bạn luôn tìm được niềm an ủi đến từ tình yêu lứa đôi. Đối với những người độc thân, bạn giữ được, ý thức được mình, là người thông minh và tài hoa, vì thế mà bạn luôn chủ động thể hiện được điểm mạnh của mình trước đám đông, phong thái cuốn hút của bạn sẽ khiến cho người khác giới phải chú ý, nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động trò chuyện và giữ liên lạc với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành và kiên nhẫn, thì đến một ngày nào đó bạn sẽ khiến đối phương rung động. Đối với những người đã có đôi, có cặp, hoặc đã nên duyên vợ chồng, bạn nhận được sự thấu hiểu của nửa kia, vì thế bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và tâm sự với đối phương với những khó khăn trở ngại mà mình gặp phải trong cuộc sống, nửa kia sẽ cổ vũ, động viên bạn và đưa ra cho bạn những định hướng hữu ích. Tuy nhiên, quan hệ giữa anh chị em, hoặc cha mẹ, con cái trong nhà không phải khi nào cũng đầm ấm. Mọi người nên bao dung hơn cho nhau, đồng thời học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, để tránh những mâu thuẫn, hiểu lầm, và tranh cãi không đáng có. Về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 2 nhuận, năm quý mão này cho thấy, người tuổi mậu ngọ, có được may mắn về phương diện sức khỏe. Thời điểm này, tình hình sức khỏe của tuổi mậu ngọ khá tốt, dù bạn phải đối đầu với nhiều thử thách, song bạn luôn đủ mạnh mẽ, tự tin và có sức lực để giải quyết mọi vấn đề. Nếu như có thời gian rảnh, bạn nên để bản thân mình được nghỉ ngơi, thư giãn, không nên bắt đầu óc làm việc quá căng thẳng, đồng thời hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể lực của mình. Việc sinh hoạt điều độ, để luôn khỏe mạnh là rất cần thiết, cổ nhân có dạy, nguồn gốc thứ nhất của bệnh đó chính là tức giận gây ra bách bệnh, lục phủ ngũ tạng tổn thương trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận tức giận là điều thường xảy ra trong cuộc sống thi thoảng bạn cũng có thể tức giận một chút để thể hiện tâm trạng bất bình phẫn nộ của mình nhưng nếu như để tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài thì hẳn là một thói quen không tốt nếu không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình để cảm xúc tự do điều khiển cơn nóng giận của bản thân thì hậu quả nhận về sẽ không thể tưởng tượng nổi khi con người tức giận cơ thể thực sự sẽ sinh ra khí nên cũng nói là hỏa khí bốc lên có thể ấn nút năng lượng khiến người ta sinh bệnh cho nên muốn trường thọ, nhất định phải tiết chế nóng giận, bất luận là tức giận với gia đình, hoặc bạn bè, đồng nghiệp của bạn thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Quan trọng hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, tinh thần tức giận sẽ bị hại. Thường thì sau khi tức giận, cả đêm đó sẽ ngủ không yên, thậm chí có thể gặp ác mộng. Điều đó khiến cho mọi người rơi vào tình trạng mê man, phờ phạc, làm việc gì cũng không tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng cuộc sống và công việc. Tiếp theo là, luận giải chi tiết tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận, và cẩm nang vượn vận của tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi của thấy, vận trình thời điểm này của người tuổi mậu ngọ, không tính là khởi sắc bạn gặp chuyện không vui về tình cảm. Đây là thời điểm khó khăn, bạn nên cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, đôi khi bạn thấy mình phải chọn lý trí, mà từ bỏ cảm xúc, hoặc ngược lại. Nhưng chưa chắc quả là như thế, suy nghĩ chuyên sâu hơn, bạn sẽ tìm được đáp án phù hợp với bản thân thời điểm này hung tinh thất sát gây khá nhiều sóng gió trong công việc bạn có thể tranh chấp với cộng sự đồng nghiệp cấp trên khiến không khí ngột ngạt căng thẳng và làm việc không hiệu quả việc mua bán tranh giành và cố chấp tới cùng không phải là phương án hay bạn cần bình tĩnh xem xét lại vấn đề và cư xử thỏa đáng hơn nếu như không muốn mất đi chỗ làm này về tài lộc không có gì đáng kể chính tài vẫn tạm thời không có gì lay chuyển nhưng thời gian này như thế nào còn phụ thuộc vào thái độ của chính bạn Đối với công việc về thiên tài hoàn toàn không thể trông chờ gì được và các kế hoạch đầu tư đều dễ đổ bể. Nên tốt nhất bạn đừng kỳ vọng quá nhiều. Về sức khỏe không ổn định, đầu tháng bạn vẫn giữ được phong độ, nhưng khả năng là công việc dồn dập nhiều, áp lực khiến thân thể có dấu hiệu mệt mỏi, tuổi này có khả năng sẽ đổ bệnh và cần nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn, không nên tham công tiếc việc làm cố mà khiến tình hình thêm tệ. Quý nhân là tuổi Mão, tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. Con số phát tài, là số 78, số 21 và 46. Tử vi 10 ngày giữa tháng 2 âm lịch, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2 nhuận, và cẩm nang vượn vận của tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi tháng mới của 12 con giáp có thể thấy, giai đoạn khó khăn với người tuổi mậu ngọ vẫn chưa qua. Thời gian này có nhiều tình huống bất ngờ, khiến bạn phải cẩn trọng, và nỗ lực nhiều hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống người tuổi mậu ngọ không có sao tốt hỗ trợ, tự mình gánh vác, nên thời gian này sẽ vất vả. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có tỷ kiên xuất hiện báo hiệu, năng lực của bạn khá cao, có sự tự chủ, và cáng đáng được trách nhiệm. Nhưng, khuyết điểm đó là cố chấp, lộ rất rõ sự bảo thủ, tự cho mình là đúng, khiến bạn không phát triển mối quan hệ xã giao một cách tích cực, và thường bị cô lập trong tập thể, dẫn tới thiệt thòi, thua kém, không nhận được sự đền đáp tương xứng với công sức may mắn là thời điểm này có thái âm chiếu mệnh sẽ mang tới một số điểm lành trong chuyện tình cảm không chỉ tình yêu mà tình thân tình bạn tình thương cũng có những tín hiệu đáng mừng người tuổi mậu ngọ cảm nhận được sự yêu thương đùm bọc và chia sẻ của những người xung quanh nên dù bận rộn và gặp nhiều điều không như ý thì vẫn không cảm thấy cô đơn buồn chán nhưng nhắc nhở bản mệnh tuổi mậu ngọ rằng bạn cần phải thận trọng với những người bạn xã giao không nên quá tin tưởng người khác bởi ngoài người tốt thì cũng không thiếu kẻ tiểu nhân có ý định lợi dụng lừa gạt bạn những lời chân thành thường không hoa mỹ, người có lòng sẽ không xúi dục làm điều xấu, hay là xin sỏ, bạn nhớ nhé. Vào thời gian này, thì ngủ sớm, dậy muộn một chút, để đợi ánh nắng mặt trời là phương pháp dưỡng sinh quan trọng, giúp người tuổi mậu ngọ đảm bảo sức khỏe của mình. Ngủ sớm để dưỡng dương khí trong cơ thể, phơi nắng cũng là cách đơn giản nhất và hữu hiệu để gia tăng sức sống, hay vận động vừa sức, cũng giúp cho người tuổi mậu ngọ có thể tăng dương khí, nâng cao mức trao đổi chất cho cơ thể, tăng cường khả năng khử hàn, đồng thời nên mặc quần áo vừa phải, để giữ ấm, cũng như là không bị bí quá. Quý nhân là tuổi thìn, và tuổi dậu. Tiểu nhân là tuổi dần, và tuổi hợi. Màu sắc may mắn là, màu hồng, màu cam. Con số phát tài là số 22, số 58 và 61. Tử vi 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch từ ngày 21 đến hết tháng 2 nhuận và cẩm nang vượn vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Thời gian này, người tuổi Mậu Ngọ không thể buông lòng cảnh giác khi mà có sự xuất hiện của bạch hổ chủ về bị thương, tai nạn và những hiểm họa khó lường xuất hiện. Lời khuyên cho tuổi Mậu Ngọ là bạn không nên xuất hành đi xa, không tới những nơi có địa hình phức tạp, không tham gia các hoạt động mạo hiểm để bảo toàn thân thể, bảo vệ chính mình về tình cảm lứa đôi cũng không lý tưởng hai bạn dễ rơi vào trạng thái đồng sàng dị mộng không ai chịu hiểu ai dù cùng sống chung dưới một mái nhà vợ chồng thiếu đi sự đồng cảm và sẻ chia bạn chỉ chăm giữ lấy cái tôi của mình cô thần quả tú xuất hiện khiến cảm xúc lạnh nhạt thờ ơ lúc này không cố gắng thì tình hình sẽ chuyển biến rất xấu công việc trong thời điểm này cũng không lý tưởng chủ yếu là do thương quan gây ra phiền nhiễu mà bạn thì chưa đủ bản lĩnh để giải quyết công việc tồn động càng làm càng thấy chán nên nảy sinh tâm lý buông xuôi không muốn tiếp tục bạn hãy nhớ rằng điều này sẽ kéo theo tình hình tài chính của bạn tuột dốc thời điểm cuối tháng mà không có tiền thì sẽ rất dễ túng quẩn phạm sai lầm có thể cứu vãn nhưng cứ liên tiếp vấp ngã thì không ai kéo được bạn lên đâu người tuổi mậu ngọ cần phải chủ động tự quyết định tỉnh táo hơn khi lựa chọn con đường để đi ngoài ra lúc này bạn hơi thiếu may mắn nên cũng đừng vội tiến hành các công việc có tính chất thay đổi hay công việc quan trọng nhé nên chọn thời điểm khác thuận lợi hơn quý nhân là tuổi thìn và tuổi dậu tiểu nhân là tuổi dần và tuổi hợi Màu sắc may mắn là màu hồng, màu cam. Con số phát tài là số 82, số 77 và 32. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại